Thưa quý vị và các bạn, nếu như trước đây để đọc sách thì học sinh cần phải mua hay đến thư viện nhà sách để đọc, thì hiện nay các em có thể tận dụng những thiết bị di động thông minh để truy cập sách miễn phí ngay tại nhà. Mô hình đọc sách điện tử được triển khai tại trường học là một hoạt động thiết thực. Mời quý vị và các bạn cùng đến với phóng sự trong một bình minh năng động ngay sau đây. Đây là lần đầu tiên các em học sinh trường Trung học cơ sở Hưng Phú, quận Cái Răng được tiếp cận với mô hình sách điện tử. Để có thể xem sách, các em sẽ sử dụng điện thoại thông minh có kết nối Internet, truy cập vào trang Zalo cá nhân, sau đó dùng mã QR để quét mã mà thư viện thành phố cung cấp. Những đầu sách mà các em lựa chọn sẽ được liên kết và đọc miễn phí. Con lên mạng chỉ cần quét mã thì con có thể nghe sách và có thể đọc sách được ở nhà. Nó rất là tiện lợi, con không cần phải đi đến những nơi như thư viện xa nhà hoặc là đến trường, mà con có thể đọc sách ngay tại nhà và ngay trong phòng con luôn. Thường thì con sẽ giải trí hoặc là xem những cái tin tức về những cái chủ đề mà con yêu thích trên điện thoại. Nhưng mà sau khi mà biết tới những cái mô hình đọc sách này thì con sau khi về nhà thì con sẽ lên đây xem thử một trải nghiệm một lần. Tại vì con thấy là ở trên đây rất là nhiều sách phong phú khác nhau và rất là nhiều chủ đề. Và hơn nữa là cái thao tác mà để đọc thì rất là dễ dàng. Và thấy là như thế này thì thay vì mình chi thời gian em mình để giải trí thôi thì mình cũng có thể lên đây mình thử đọc những cái cuốn sách cũng như là trao dồi kiến thức của mình. Năm nay, mô hình sách điện tử được Hội đồng đội quận Cái Răng phối hợp với Thư viện thành phố Cần Thơ triển khai cho các em học sinh trung học cơ sở trên địa bàn với mong muốn giúp các em tiếp cận nguồn sách điện tử đã được thư viện số hóa. Hoạt động này nhằm nâng cao năng lực số cho học sinh để hưởng ứng phong trào chuyển đổi số mà tuổi trẻ là lực lượng tiên phong. Hội đồng đội quận đã ký phối hợp với Thư viện thành phố Cần Thơ là sẽ triển khai trước hết là cho 5/5 liên đội trung học cơ sở trên địa bàn quận, với hy vọng rằng thì các đồng chí giáo viên tập phụ trách đội cũng sẽ nắm chặt được các bước truy cập vào các nguồn sách điện tử này để có thể hướng dẫn cho các em học sinh trong những năm học tiếp theo. Những năm qua, Thư viện thành phố Cần Thơ phối hợp với các trường học tổ chức nhiều chuyến xe lưu động với các loại sách in đến với học sinh. Thì nay, với tốc độ phát triển công nghệ, việc đưa sách đến với bạn đọc cũng cần được đổi mới. Trong đó, giúp bạn đọc tiếp cận với sách điện tử e-book là một điển hình. Để đổi mới cái hoạt động này thì Thư viện thành phố Cần Thơ cũng đã phối hợp với các quận huyện, các trường học trên địa bàn thành phố Cần Thơ là tổ chức các phần hoạt động giới thiệu về sách điện tử e-book. Thì trong cái phần giới thiệu sách điện tử e-book thì Thư viện thành phố Cần Thơ có tạo cái mã QR cho tất cả các cái cơ sở dữ liệu, đặc biệt là có sách của Thư viện sách thiếu nhi. Thì ở đây các cán bộ thư viện sẽ hướng dẫn cho các em truy cập chụp cái mã QR để mà đọc sách tại nhà. Ngoài ra thì cũng sẽ làm những cái tờ rơi có cái mã QR để gửi đến các trường và để các thầy cô trong trường học giới thiệu và phát triển cái văn hóa đọc cho các em trên cái cơ sở ứng dụng số. Năm 2022, mô hình sách điện tử đã được triển khai cho học sinh tại quận Thốt Nốt. Năm nay, Thư viện thành phố sẽ phối hợp với các trường để triển khai đến các địa phương còn lại. Hoạt động này góp phần nâng cao nhận thức, tầm quan trọng của việc đọc sách, hình thành thói quen, kỹ năng đọc và văn hóa đọc trong môi trường số hóa.